Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố Hội An đã quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy quân khu và Đảng ủy quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập được nâng lên. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện cũng như nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, hội thi, hội thao không ngừng được đổi mới. Trong quá trình huấn luyện, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố Hội An đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch sát với từng đối tượng và tổ chức huấn luyện diễn tập chặt chẽ, đúng nội dung, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Theo đó, Đảng ủy quân sự thành phố đã tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và huấn luyện hậu cần kỹ thuật cho hơn 35.000 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt loại khá. Huấn luyện quân sự cho 341 cán bộ đạt loại khá giỏi, tổ chức cho hơn 14.000 đồng chí huấn luyện dân quân tự vệ. Tổ chức hai đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố, 25 lượt diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ, 8 cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp, tham gia 6 lần với 115 lượt người tại hội thi hội thao quân sự do quân khu Ban chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức giai đoạn 2013-2022. Tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy quân sự thành phố khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.